Lát nữa tôi mời anh đi tham quan quy trình sản xuất bên công ty chúng tôi. Tôi nghĩ là nó có ích cho việc thiết lập quy trình sản xuất của bên công ty anh đấy ạ. Được vậy thì tốt quá. Tôi cũng đã từng đi tham quan rất nhiều công ty nhưng chưa thực sự hài lòng đối với quy trình sản xuất của công ty nào cả. Tôi nghĩ công ty của chủ tịch Lan Anh đây sẽ có sự khác biệt. Dạ vâng ạ, vậy thì chúng ta đi thôi nhỉ. Vâng. Em chào sếp ạ. Cậu Đức này. Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Tôi thấy dạo này gần đây chủ tịch Nam có vẻ qua công ty chúng ta hơi nhiều đấy. Lần nào qua đây cũng đều đi với Lan Anh hết à? Dạ vâng ạ. Chủ tịch Nam, công ty người ấy hợp tác với công ty chúng ta rất nhiều hạng mục quan trọng. Trong những hạng mục quan trọng đó là đều do chủ tịch Lan Anh quản lý đấy ạ. Với cả là họ gặp riêng nhau để đàm phán thôi ạ. Tôi thấy trông họ có vẻ thân mật đấy. Không giống những lần hợp tác lần trước. Chắc là chủ tịch Huy suy nghĩ nhiều quá thôi. Tôi thấy hai người bọn họ gặp nhau nhá, nói chuyện cách xa 2 mét cơ mà. Mà sao giám đốc Huy lại suy nghĩ là hai bọn họ thân mật với nhau? Cậu thôi đi. Ai chẳng biết cậu là tay chân thân tín của vợ tôi. Tôi nói cái gì lần nào cậu cũng bênh chậm chậm rồi. Thôi, cậu đi làm việc đi. Vâng, em xin phép ạ. Càng ngày mình càng cảm thấy cái Linh nó đúng. Lan Anh từ trước đến giờ tính tình hung hăng như vậy mà bây giờ lại bình tĩnh. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi. Đừng có nói rằng cô ta định chơi cái trò ông ăn trả bà ăn nem để trả đũa mình nhé. Mình thực sự không thể chấp nhận được cái chuyện này. Alo, tôi Huy đây. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi điều tra một việc. Đúng, anh phải giữ bí mật cho tôi đấy. Tôi muốn anh giúp tôi điều tra vợ tôi. Tôi nghi ngờ rằng cô ta đang ngoại tình. Vừa rồi anh đã xem qua dây chuyền sản xuất bên công ty tôi rồi. Anh có muốn đóng góp ý kiến gì không ạ? Tôi thấy xưởng sản xuất bên cô được bố trí một cách rất khoa học. Hơn nữa, tay nghề nhân viên rất đồng đều. Lúc nãy trước khi đi ra đây, tôi có quan sát thấy rằng không chỉ môi trường làm việc mà còn bếp ăn, rồi khu nghỉ ngơi được đầu tư rất hiện đại. Xem ra cô là một người chủ rất quan tâm đến đời sống của công nhân đấy. Thì tất nhiên rồi, nếu mà muốn nhân viên của mình có tâm trạng thoải mái nhất khi làm việc ấy, thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua cái tiện ích này. Như thế ấy, thì năng suất lao động sẽ tăng lên, cả chúng ta và cả nhân viên đều cảm thấy thoải mái. Nếu mà như vậy thì tại sao chúng ta không làm chứ? Tuy đó chỉ là lý thuyết, nhưng tôi thấy hiếm có người chủ nào suy nghĩ thấu đáo như cô. Thì chẳng phải anh cũng vừa tán đồng với ý kiến đó của tôi hay sao? Chắc chắn là trong tương lai, khi mà anh thiết lập dây chuyền sản xuất thì anh cũng sẽ làm theo cách của tôi thôi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được một người đồng hành như cô đấy. Thì đó cũng là may mắn của tôi mà. Khoan đã. Có chuyện gì vậy? Hình như ở hướng kia có người đang theo dõi chúng ta. Mà còn chụp lén chúng ta nữa. Hay là cô đứng đây đợi một lát. Tôi ra hỏi xem anh ta muốn gì. Từ từ đã. Kệ anh ta đi. Tại sao vậy? Hình như anh ta là thám tử tư, được chồng tôi và nhân tình thuê để theo dõi chúng ta đấy. Anh cứ kệ, cho anh ta chụp hình gói thích đi. Ôi dồi, anh làm sao đấy? Anh làm như thế là con sợ đấy. Anh xin lỗi. Em và con có sợ lắm không? Thôi được rồi, em không sao. Nhưng mà hôm nay anh có chuyện gì mà lại tức giận như thế? Còn chuyện gì nữa? Chỉ còn vợ già anh kia kìa. Đúng là em nói không sai tí nào à. Nó và thằng chủ tịch Nam đúng là có chuyện gì mà. Hôm nay thám tử tư của anh
có chụp được vài tấm hình. Hai đứa chúng nó đang tình tứ với nhau trên đường kia kìa. Còn vợ anh đúng là ăn gan hùm à, dám cắm sừng vào đầu anh. Được lắm, đã thế lần này nhá, anh quyết không tha cho nó đâu. Anh sẽ cho chúng nó một bài học. Đấy, anh thấy em nói có đúng không? Cái lúc em nói thì anh lại còn mắng em cơ. Bây giờ anh đã thấy em nói đúng chưa nào? Ôi giời ơi, em đã bảo là hai đứa nó vừa nhìn là đã biết là có vấn đề rồi. Thế bây giờ anh tính làm sao? Còn làm sao nữa? Thu thập đầy đủ bằng chứng, anh sẽ ly hôn nó, rồi đá nó ra khỏi công ty, không cho nó hưởng một xu tài sản nào hết. Biết là tuy là vợ anh nó ngoại tình sau lưng anh thật, thế nhưng mà không phải là anh muốn chiếm hết tài sản là được đâu. Thế bây giờ em bảo anh phải làm như thế nào? Chả nãy bây giờ anh phải chia tài sản cho nó, rồi nó cùng với cái thằng kia tình tứ với nhau, hưởng tài sản trên đồng tiền mồ hôi xương máu của anh hay sao? Ý của em không phải là như thế. Thế nhưng mà ấy, bây giờ mà mình muốn chiếm tài sản ấy thì phải có kế hoạch. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Lại đây, em nói cho. Hôm nay anh về sớm thế. Cô đứng lại đấy. Có chuyện gì vậy à? Anh có gì muốn nói với em à? Cái câu đấy tôi mới là người phải hỏi cô mới phải đấy. Sao? Cô không còn gì để nói với tôi nữa à? Em thì có gì muốn nói với anh chứ. Sao ngày hôm nay trông anh lạ thế? Tôi lạ là đúng rồi. Làm gì có thằng chồng nào mà lại đi nhìn con vợ mình ngoại tình mà lại không lạ được cơ chứ. Anh Huy, anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà ngoại tình? Anh đang nói bản thân của mình đấy à? Này, cô câm miệng lại cho tôi. Tôi nói cô biết, đàn ông ấy có thể năm thê bảy thiếp, nhưng cái loại đàn bà như cô ấy là phải chính chuyên một chồng, cô nghe chưa? Ai cho phép cô lợi dụng công việc để đi tình tứ với tình nhân như vậy hả? Cái loại đàn bà chân đạp hai thuyền như cô ấy xứng đáng bị thả bè trôi sông. Này, anh câm miệng lại nhá. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy cái loại người nào mà vô liêm sỉ như anh đấy. Tôi làm gì sai? Tôi làm gì sai mà anh chửi tôi như vậy? Đây, cô xem đi. Đây là cái hành động với đối tác ở trong công ty đấy à? Hả? Này, mỗi lần nhìn thấy cô với cái thằng chủ tịch nam kia ấy, cứ dính vào nhau ấy, trông khác gì hai đứa trẻ sinh đôi không? Hóa ra là chỉ vì vài bức ảnh này thôi mà anh dám bảo tôi là ngoại tình à? Có phải là anh đang muốn tìm lý do để muốn gây sự với tôi đúng không? Được rồi, anh nói đi, anh muốn cái gì? Anh Huy, thôi, anh đừng có mất thời gian làm gì nữa, mau nói thẳng ra đi anh. Này này, đây là nhà của tôi nhá, ai cho phép cô vào? Tôi cho phép đấy. Chị Lan Anh này, tôi khuyên chị một điều nhá, tốt nhất đi, chị nên biết thân biết phận một chút đi. Dù sao thì anh Huy cũng hết yêu chị rồi, tôi nghĩ là chị nên thu dọn hành lý, tự giác đi đi. Hóa ra là như vậy à? Hóa ra là hai người bày trò trong chính căn nhà của tôi là vì muốn tôi và anh Huy ly hôn với nhau đúng không? Được rồi, nếu mà cô muốn hốt cái bãi rác này thì cô cứ hốt đi. Tôi đã dùng anh Huy chán lắm rồi. Quán ạ. Cô ký vào đơn ly hôn này đi. Còn nữa, anh mau bảo cô ta ký luôn vào đơn xin nghỉ việc đi. Cái gì? Đơn xin nghỉ việc? Đúng rồi, đằng nào ấy chúng ta cũng ly hôn rồi, gặp nhau ở trên công ty khó xử lắm. Tốt nhất ấy là cô nên nghỉ việc đi, sau này đôi bên ấy đỡ phải khó xử. Anh cảm thấy khó xử à? Nếu mà anh cảm thấy khó xử thì tại sao anh không làm đơn xin nghỉ việc đi? Anh nên nhớ, ở trong cái công ty này, tôi có quyền cao chức trọng hơn anh. Anh chỉ cần viết một đơn xin nghỉ việc thôi thì lập tức tôi sẽ phê duyệt cho anh ngay. Này, cô đang nằm mơ đấy à? Muốn đá tôi ra khỏi công ty đâu có dễ. Thế anh tưởng rằng anh đá tôi ra khỏi công ty này là dễ lắm à? Chị Lan Anh, cùng là phụ nữ với nhau, tôi khuyên chị một điều nhé.
tốt nhất là chị đừng có nên hung hăng quá làm gì cả. Chị phải biết này, chị với cả anh Huy ở với nhau đã bao lâu rồi, nhưng mà chị có sinh được cho anh một đứa con đâu. Như vậy là đã thiệt thòi cho anh ấy lắm rồi đấy. Bây giờ thì anh ấy cũng trở thành bố của trẻ con rồi, thì anh ấy cũng phải có tài chính một chút, để sau này cho tôi và con có một cuộc sống hạnh phúc hơn chứ. Với lại bây giờ ly hôn với nhau nhá, chị cũng ra chị sống một mình rồi, chị nhất quyết chị giành lấy công ty để làm cái gì, sau này chết đi có mang được súng qua tài không. Từ trước đến giờ, người vô liêm sỉ tôi đã gặp rất nhiều người, nhưng mà người vừa vô liêm sỉ vừa không biết xấu hổ ấy, thì đây là lần đầu tiên tôi gặp đấy. Còn đứa con trong bụng của cô, tính đến thời điểm hiện tại cũng chỉ là đứa con ngoài giá thú thôi. Cô lấy tư cách gì mà cô mang ra cô đe dọa tôi như vậy? Ôi trời ơi, anh Huy, anh thấy chưa, vợ anh ý độc mồm độc miệng chưa, vừa nguyền rủa con của chúng ta ấy kìa. Cô đúng là cái loại cây được không trái, gái được không con mà. Tôi nguyền rủa cô, xứng đáng sao là không sinh được. Anh câm mồm lại. Anh lấy cái lá gan ở đâu mà anh dám nguyền rủa tôi như vậy? Tôi không những nguyền rủa cô ấy, mà tôi sẽ cho cái bản mặt của cô đẹp đến mức nếu như hôm nay cô không ký vào cái đơn xin thôi việc này. Làm vợ chồng với nhau bao lâu ấy, tôi còn lạ gì cô nữa. Cô quan trọng thể diện lắm mà. Nếu hôm nay cô không làm theo lời tôi nói, tôi sẽ cho mấy cái tấm hình Photoshop của cô lên trên mạng. Đến lúc đấy, mấy cái tấm hình giường chiếu của cô với cái thằng chủ tịch Nam đấy kìa bị mọi người bàn tán ấy, thì lúc đấy thể diện mặt mũi chắc là đẹp lắm nhờ. Khá lắm. Anh khá lắm. Thật sự là tôi đã đánh giá cái sự bỉ ổi của anh quá thấp rồi. Anh muốn tôi nghỉ việc đúng không? Được rồi, tôi sẽ nghỉ việc. Chủ tịch, cô có sao không ạ? Rất tốt. Kế hoạch đang được thực hiện đúng như tôi dự định. Ngày mai tôi sẽ viết đơn xin từ chức. Vậy thì chúng ta chuẩn bị triển khai những bước tiếp theo đúng không ạ? Đúng vậy. Đã đến lúc chúng ta thu lưới được rồi. Là anh cố tình đâm đầu vào đường chết. Đừng có trách tôi tại sao tôi không ngăn cản anh. Đúng là cái ghế chủ tịch này ngồi vừa êm vừa mịn hơn cái ghế giám đốc nhiều thật đấy. Phòng chủ tịch cũng to và đẹp hơn phòng giám đốc nữa. Như này vẫn chưa là gì với anh đâu. Trong ngày mai anh sẽ gọi người đến để dọn lại toàn bộ cái nội thất, để không để lại bất kỳ một chút hình bóng của con bé Lan Anh này còn lưu lại trong cái phòng này nữa. Đợi sau này em đẻ con xong rồi, em sẽ đến công ty để phụ giúp anh. Đến lúc đấy anh sẽ cho em làm vị trí giám đốc, em ngồi trong cái phòng của anh nhé. Anh nhớ là anh đã hứa rồi đấy nhá. Không đến lúc mà em đẻ xong xồ xề xấu xí rồi anh lại quên mất lời hứa ấy chứ. Ai lại như thế. Em là mẹ của con anh thì tất nhiên anh phải chiều em hết mình chứ. Chồng em đúng là tuyệt nhất. Anh không chiều em ấy, còn chiều ai được. Giám đốc, có chuyện lớn rồi. Cậu vào phòng mà không gõ cửa, đến cái chút tối thiểu của phép lịch sự mà cậu cũng không có được à? Mà cái thằng mập này là nhân viên ở công ty anh à? Sao anh thuê nhân viên kiểu gì mà không coi trọng ngoại hình gì cả thế? Bây giờ em đang bầu bì như thế này, em phải nhìn những cái thứ xinh đẹp thì sau này đẻ con ra nó mới xinh đẹp được chứ. Chứ á, ít nữa ngày nào em cũng đi làm, rồi ngày nào cũng nhìn cái mặt thằng này này, thì đẻ con ra xấu xí ai chịu trách nhiệm? Thôi, tốt nhất ấy là em đừng có nhìn, nhắm mắt lại đi. Kiểu sau này đẻ con ra lại giống hết đó đấy. Giám đốc ơi, giám đốc, có chuyện lớn rồi ạ. Cậu trợn mắt lên làm cái gì? Quay lưng lại đi, đừng để vợ tôi nhìn thấy cậu. Mà thôi, có chuyện gì thì nói luôn đi. Cậu tự nhiên sòng sọc xong vào đây là có ý gì? Nếu như cậu không nói được chuyện gì quan trọng ấy, thì đừng có trách tôi là cho cậu một trận đấy nhá. Giám đốc ơi, chuyện này nó không những là quan trọng mà nó còn động trời nữa cơ. Em đảm bảo giám đốc nghe xong không phải giật mình đấy ạ.
Thế chuyện gì? Nói đi thế nào? Chuyện là chủ tịch Lân Anh nghỉ việc thì đồng loạt các nhân viên chủ chốt ở trong công ty cũng nghỉ việc theo, cộng thêm cả những người mà lần trước giám đốc đuổi đấy. Mà giám đốc ơi, hiện tại công ty chúng ta cũng chẳng còn nhân viên cấp cao đâu ạ. Ôi giời ơi, cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. Chúng nó muốn nghỉ chứ gì, cho nghỉ. Chúng tôi có thiếu tiền đâu, thuê nhân viên mới, thế thôi. Cần gì cái lũ ăn cháo đá bát đấy. Đúng, sa thải hết cho tôi. Cậu dán ngay thông báo tuyển nhân sự mới. Tôi không tin rằng với mức tăng lương cao như thế mà lại không tuyển được người. Nhưng mà giám đốc ơi, bây giờ thì tiền đâu ra để tăng lương cao mà tuyển nhân viên mới ạ? Cậu nói vậy là ý gì? Chẳng phải công ty chúng ta đầy tiền hay sao? Giám đốc ơi, đã bao lâu rồi anh chưa ngó vào bản báo cáo tài chính của công ty ạ? Tôi việc gì mà phải ngó vào cái đấy? Từ trước đến nay cái việc đấy đều là do một mình con bé Lan Anh nó quản lý. Công ty chúng ta từ trước đến nay có bao giờ làm ăn thua lỗ đâu, đều đi lên đấy chứ, thiếu gì tiền. Anh Huy, anh nói cái gì cơ? Từ trước đến nay tài chính của công ty này đều là do con bé Lan Anh quản lý á? Đúng, có vấn đề gì sao? Khoan đã, tài chính từ trước đến nay đều là do nó quản lý, vậy là khoan, không lẽ nào nó viết đơn xin từ chức chính là cái bẫy của nó? Công nhận là anh làm việc hiệu suất cao thật đấy. Mới thế thôi mà công ty đã được thành lập, đã thành hình thành dáng rồi. Sắp tới còn chuẩn bị đi vào quy trình sản xuất đấy chứ. Thật ra tất cả là nhờ công lớn của chủ tịch Lan Anh. Chứ một mình tôi cũng không thể làm được tất cả mọi việc như vậy. Dù sao thì công ty này tôi cũng đóng góp một nửa, cho nên ý, tôi cũng phải tham gia vào chứ. Thì ra là vậy. Hóa ra là cái đôi giang phu dâm phụ này bòn rút tiền của công ty để thành lập một công ty mới. Hai người khá lắm. Tôi đúng là có mắt như mù khi không nhận ra âm mưu của hai người mà. Tôi không ngờ cô lại là cái loại người vô liêm sỉ như vậy đấy anh ạ. Lừa tiền của chồng cũ, sau đó đi nuôi nhân tình mới à? Tại sao cái loại người trơ trẽn như cô lại vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này nhỉ? Hai người đừng nói linh tinh. Bảo vệ, bảo vệ đâu? Kệ đi anh. Dù sao bọn họ cũng là giám đốc của một công ty lớn, cho nên bảo vệ cũng không ngăn cản nổi. Dù sao là hai người cũng đến đây rồi, coi như là chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau đi nhỉ? Cô nói cái gì mà giám đốc cơ? Anh Huy bây giờ đã là chủ tịch của một công ty lớn rồi, chức vụ còn to hơn cái chức giám đốc ngày trước nữa cơ. Cô tưởng là chỉ một vài cái âm mưu thủ đoạn của cô là có thể khiến chúng tôi thất bại nhá? Tôi nói cho cô biết này, tôi và anh Huy ấy nhất định sẽ gây dựng một công ty lớn mạnh và sẽ quay lại đập nát cái công ty của cô. Đó là hai người tự tin quá nhở? Nếu mà đã lạc quan và tự tin như vậy thì chắc hẳn phải biết tình hình tài chính của công ty bây giờ đang như thế nào đúng không? Hai người đã làm cái gì để có thể khiến công ty vực dậy sau khi nợ một khoản tiền chồng chất như thế? Anh Huy lạc quan cũng phải thôi. Bởi vì trước kia ấy, công ty của tôi gặp biết bao nhiêu khó khăn thử thách. Nhưng mà anh Huy đã quên mất một điều là lúc đó không hề có mặt của anh Huy. Lúc đó anh Huy muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn ngủ thì ngủ. Thậm chí anh ấy còn không biết là tôi và nhân viên đã phải trả giá như thế nào. Thậm chí bây giờ công ty đang gánh một khoản nợ lớn. Không chỉ thế, ngay cả những nhân viên kỳ cựu họ còn không trụ lại ở công ty. Hai người nghĩ đi, làm thế nào để có thể vực dậy lại công ty? Hay là bây giờ hai người muốn tuyển lứa sinh viên mới ra trường để có thể vực dậy lại công ty à? Đúng là nực cười. Lan Anh à, dù sao ấy thì chúng ta cũng từng là vợ chồng với nhau. Em có cần nhất thiết ấy phải đẩy anh vào bước được cùng như thế này không? Anh sẽ không truy cứu chuyện em ngoại tình. Nhưng Lan Anh à, em có thể giúp anh vực dậy lại được không? Dù sao thì công ty này cũng là tâm huyết của em mà. Tại sao bây giờ anh vẫn còn mặt mũi nói với tôi những lời này nhỉ? Sau bao nhiêu chuyện mà anh gây ra cho tôi ấy, mà anh vẫn đủ tự tin để có thể nhờ tôi giúp đỡ như vậy hay sao? Tôi nói thẳng cho anh biết luôn nhá, là giữa tôi và anh Nam ấy hoàn toàn trong sạch. Chúng tôi chẳng có cái gì cả, không dơ bẩn như anh và cô Linh đâu. Công ty của tôi là nhờ chủ tịch Lan Anh góp vốn và góp nhân lực. Bây giờ tài sản của công ty ấy, giữa hai chúng tôi mỗi người một nửa. Hiện tại công ty đang phát triển rất mạnh. Cũng phải cảm ơn anh Huy vì những việc anh đã làm với chủ tịch Lan Anh để cô ấy có đủ can đảm
rời bỏ anh để đầu quân cho công ty của tôi. Anh đừng có mà hả hê. Để tôi xem, hai người còn lên mặt được đến bao lâu? À mà tôi quên mất đấy, đáng lẽ ra ngày hôm nay tôi phải là người chúc mừng anh mới phải. Bởi vì anh sắp được lên làm chức bố rồi mà. Nhưng mà với một người vô sinh như anh, sau khi biết được một đứa nhỏ vừa mới sinh ra đời mà đã gọi anh một tiếng bố, thì chắc hẳn đó là một niềm an ủi đối với anh nhỉ. Tôi phải chúc mừng cho anh đấy. Cô bị điên à? Ừ? Cô bảo anh vô sinh ấy? Chính bác sĩ của anh nói chuyện với tôi như vậy mà. Chẳng qua lúc đó tôi không biết phải tâm sự với anh thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay tôi trịnh trọng tuyên bố với anh là anh đã bị vô sinh. Và tôi có thể khẳng định với anh, đó chính là đứa con trong bụng của cô Linh đây, không phải là con của anh. Nếu như anh không tin ấy, thì anh có thể đưa cô Linh đến viện kiểm tra. Linh, những lời cô ta nói có đúng hay không? Cô lừa tôi à? Cô đứng lại đấy cho tôi!